Ô tô cũ ba miền 8386 xin kính chào quý vị và các bạn. Và để nối tiếp những chương trình đã phát hôm nay, mình lại làm một cái video để gửi tới quý vị và các bạn về chiếc Hyundai Getz sản xuất năm 2009 bản đủ. Đây là một dòng xe nhập của Hàn Quốc. Chẳng cần phải giới thiệu nhiều thì các bạn cũng đã biết rằng đây nó là một cái dòng xe đô thị, dòng xe hatchback nhập nguyên chiếc từ thị trường Hàn Quốc các bạn nhé. Đây là một cái dòng xe cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, lành máy, không hay hỏng vặt, được sản xuất bởi tập đoàn Hyundai của Hàn Quốc. Đây là dòng xe nhập quý vị và các bạn ạ. Và để mời các bạn quan sát phần dàn xe bên phụ, xe được trang bị phần ngoại thất đó là màu bạc. Đăng kiểm vừa đăng kiểm xong các bạn nhé. Đăng kiểm đến tháng 11 năm 2021 các bạn mới phải đăng kiểm tiếp. Đây, các bạn quan sát phần xe bên phụ này. Để đi mua một cái xe cũ, các bạn nên quan sát kỹ phần ngoại thất. Bởi vì phần ngoại thất nó cũng đánh giá lên tình trạng của xe rất nhiều. Bởi vì những chiếc xe đâm va chạm trồ thì những cái đường gân chỉ, những đường form dáng nó sẽ bị sộc sạch, nó không còn nguyên form các bạn nhé. 2009 bản đủ nhập nguyên chiếc từ thị trường Hàn Quốc các bạn ạ. Được sản xuất tại Hàn Quốc. Để mời các bạn quan sát phần sườn xe bên phụ. Trước hết các bạn quan sát phần cái cua lốp này, cua lốp bên phụ này. Từ cái ốp lá răng là ốp lá răng đắt tiền của hãng theo xe các bạn nhé. Đấy, các bạn quan sát phần babule bên phụ này. Những chiếc xe Getz đẹp ấy, thì nó mới còn babule đây này các bạn nhé. Riêng chiếc xe này mình bao zin cho các bạn luôn, không đâm va chạm trồ, không máy không bị thủy kích, thân vỏ không bị matit, không bị mục ngọt. Đấy, các bạn quan sát này, nó về phần sườn xe. Và mời các bạn quan sát phần đuôi xe. Đấy, các bạn quan sát phần lốp xe này, bóng mượt. Đấy, các bạn quan sát này, từ đèn pha cho đến đèn chiếu hậu nó là đèn zin các bạn nhé. Đèn zin đỏ nó tươi, nó không nhợt nhạt, hoen ố. Chỉ có đôi chút phai mờ theo thời gian thôi, chứ còn chiếc xe này thì tình trạng xe rất tốt. Đây là mời các bạn quan sát phần cốp sau của xe. Mình sẽ đi từng phần một, thứ nhất vào phần ngoại thất. Các bạn quan sát phần cốp sau của xe này. Không mất một phân keo chỉ nào các bạn nhé. Sơn zin chỉ zin. Riêng chiếc xe này tí nữa đến phần máy các bạn sẽ phải trầm trồ rằng là một chiếc xe Getz sản xuất là 2009, một cục cao su chân máy vẫn còn. Rất mong các bạn xem video. Thế hay like và chia sẻ cho kênh ô tô cũ ba miền 8386. Bạn nào có kênh thì like và chia sẻ cho mình. Bạn nào không chưa có kênh thì đăng ký kênh ủng hộ mình, cũng như là để mình liên tục cập nhật những mẫu xe bên mình mới về để gửi tới quý vị và các bạn. Đây các bạn quan sát rồi, hai phần máng nước này, sơn zin vẫn còn đinh tán nhé các bạn nhé, nguyên zin. Mình làm video không hề cắt ghép video. Năm hết Tết đến rồi, bạn nào yêu dòng Hyundai Getz, lồi đồng, gối đá, xăng dầu ăn ít, máy 1.1 thì liên hệ cho mình theo số điện thoại 0913 660 299. Để mời các bạn quan sát phần nội thất của xe. Xe được trang bị màn hình trần da nhé các bạn nhé. Nội thất màu đen. Các bạn quan sát này, vừa mới mua về còn chưa kịp dọn dẹp các bạn này. Vẫn còn bụi bẩn này. Mình chỉ phải qua là mình quay video ngay từ để gửi tới quý vị và các bạn, vì năm hết Tết đến rồi. Đấy, các bạn quan sát phần cốp sau của xe này. Những chiếc Getz đẹp thì mới còn những cái khay để cốp sau như này các bạn nhé. Đây các bạn này, kích lốp đầy đủ rồi. Lốp theo xe các bạn nhé. Đấy, các bạn quan sát phần cua lốp, bầu của đựng lốp sơ cua này, nó còn không hề bị mục mọt các bạn nhé. Riêng dòng xe nhập hiếm khi bị mục ngọt, trừ đâm va các bạn ạ. Để mời các bạn quan sát lại một lần nữa về phần cốp sau của xe. Đây các bạn quan sát phần gầm xe. Mình quay video rất chân thành để gửi tới các bạn về những chiếc xe bên mình đang giao bán, để các bạn so sánh với những chiếc xe đang bán trên thị trường xem nó có khác biệt gì không.
Và để mời các bạn quan sát phần sườn xe bên lái. Xe được trang bị vè mưa đủ 4 cánh các bạn nhé. Đây các bạn quan sát được những đường gân chỉ, những đường đây các bạn này. Các bạn quan sát phần babule bên lái. Những chiếc xe này ghét đẹp thì mới còn được cái babule như này các bạn nhé. Không hề bị mục mọt đây các bạn, quan sát được phần cua lốp phía sau này. Ốp la răng của ốp la răng xịn các bạn nhé. Ốp la răng được bắt trực tiếp này thì không bao giờ sợ đi trên đường các bạn sợ rơi ốp la răng, vì dòng ghét thì là bản của nó, tất cả dòng Hyundai ghét thì lá răng đều là lá răng sắt các bạn ạ, chỉ trừ số tự động mới là lá răng đúc. Đây các bạn quan sát từ cái tay gương này. Đây các bạn quan sát đèn pha này. Lúc nãy mình đã giới thiệu với các bạn này, đèn hậu rồi, bây các bạn là đèn pha zin các bạn nhé. Đây, các bạn quan sát phần đầu xe này, nó thể hiện một cái xe không hề bị tác động đâm va chạm trồ các bạn nhé. Đấy, toàn bộ pha là pha zin. Đèn hai đèn gầm nó là đèn nét các bạn nhé. Và để kết thúc cái phần ngoại thất để mời thì mình cũng đánh giá, có một cái đánh giá khái quát là cái phần ngoại thất của chiếc xe này không hề bị mục mọt, không hề bị tác động của sự đâm va, nước sơn zin còn rất nhiều. Và để mời các bạn quan sát phần và phần tiếp theo đó là phần keo chỉ. Trước hết đến phần chỉ cánh, các bạn quan sát phần tablo này, tablo của xe này. Tablo không hề bị khoan đục taxi các bạn nhé. Đây các bạn quan sát cái bu lăng này, cái xe đi ít thì cái bu lăng nó còn được như này các bạn nhé, vẫn còn gai sần nhé. Đây các bạn này, quan sát này, cái bu lăng rất đẹp. Riêng chiếc xe ghét này, chiếc bu lăng phải nói là tuyệt vời. Chiếc xe đi nhiều hay đi ít, các bạn quan sát cái phần phanh tay này, từ cái củ số các bạn nhé, áo số vẫn là áo số zin. Các bạn quan sát phần nội thất này. Bao zin cả xe cho các bạn luôn. Để mà các bạn quan sát phần cánh lái. Chiếc cánh đầu tiên đó là cánh lái. Xe đã được chủ nhân nó bọc một cái lớp bảo vệ cái hộc tay này, bởi vì cái này nó là nhôm phay. Cho nên là khi mà mình tì mở nhiều nó sẽ bạc theo thời gian, cho nên người ta bảo vệ, bọc lại bảo vệ để bóc ra đẹp như mới. Đây các bạn quan sát cái phần táp ly của xe này. Riêng đồ xe nhập, đồ nhựa nhập mà được sản xuất tại một đất nước có ngành công nghiệp phát triển như Hàn Quốc thì mọi tiêu chí rất cao, cao hơn rất nhiều ở Việt Nam mình các bạn nhé, cho các bạn yên tâm luôn. Đây các bạn quan sát phần chỉ này. Đây các bạn quan sát này. Không mất một phân keo chỉ nào các bạn nhé. Mình đưa sát máy vào các bạn quan sát này. Đây các bạn quan sát từ con ốc ghế này. Đây các bạn này. Xe đi nhiều hay đi ít các bạn để ý cho mình là chân ga, chân phanh, chân côn nó còn được đẹp như này nhé. Đi nhiều không bao giờ được cái chân ga, chân phanh, chân côn nó đẹp như này các bạn nhé. Toàn bộ gương kính chỉnh điện hết. Bản đủ nó mới là gương kính chỉnh điện hết các bạn nhé. Đây các bạn này, đinh tán kèo cột này các bạn này. Mình cam kết với các bạn này, cột A, cột B, cột C nguyên zin, không hề tác động của đâm va chạm trồ các bạn nhé. Mình chỉ thí điểm thôi, bởi vì những cái chiếc xe đẹp giật ra nhiều xót ruột. Đây là mời các bạn quan sát cánh cửa tiếp theo bên lái. Không mất một phân keo chỉ nào các bạn nhé. Keo chỉ mà còn nguyên zin thì đương nhiên là kèo cột còn nguyên zin các bạn ạ. Các bạn yên tâm mua xe bên mình là không, mình bên mình không kinh doanh dòng xe tai nạn các bạn nhé, cam kết với các bạn luôn. Đây các bạn quan sát phần táp ly. Để mời các bạn vào phần quan sát phần nội thất thêm một lần nữa. Xe được trang bị màn hình các bạn nhé.
Để phải nói về dòng Hyundai Getz thì nó là một cái dòng xe để lại rất nhiều những ấn tượng ở thị trường Việt Nam mình. Lồi đồng gối đá không hay hỏng vặt, không mục mọt. Máy lại cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. 1.1 nhưng mà máy lại là 4 máy. Được nhập nguyên chiếc từ Hàn Quốc về Việt Nam mình. Và để kết thúc cái phần bên lái, khẳng định với các bạn là chiếc xe không hề đâm va chạm trổ. Nó thể hiện trên hai cái cánh cửa mình và cái keo cột mình đã làm video để gửi tới các bạn. Và mời các bạn tiếp theo sang phần bên phụ xe, xem xe có bị đâm va chạm trổ hay không. Đây các bạn này, để mời các bạn quan sát phần táp ly này. Táp ly của cánh sau bên phụ này. Đây các bạn này, mình lại thí điểm các bạn xem phần keo cột bên phụ này. Nguyên zin các bạn nhé. Đây vẫn chỉ, đây các bạn này, chỉ lau là có lau qua là sạch nhá. Mình vừa mới nhập về cho nên là mình làm video gửi tới các bạn luôn. Cửa đóng phập phập các bạn ạ. Đây mời các bạn quan sát phần cánh cuối cùng bên phụ này. Không mất một đoạn chỉ nào các bạn nhé. Chỉ có xe nhập của dòng Getz thì mới được như này các bạn nhé. Phải nói là một ngành công nghiệp ô tô của Hàn Quốc phát triển một cách vượt bậc, sản xuất ngang ngửa với nhà xe Nhật các bạn nhé. Tất cả những cái xe mà được sản xuất tại Hàn Quốc thì nó là một cái sản phẩm mang một cái tính thương hiệu quốc gia các bạn ạ. Các bạn quan sát lại phần táp ly này. Các bạn quan sát phần bản lề xe này. Chưa hề có tác động của cà lê mỏ lết các bạn nhé. Mình làm video rất nghiệp dư các bạn ạ. Rất mong các bạn xem video thấy hay, like và chia sẻ. Ủng hộ kênh ô tô cũ Ba Miền 8386. Bạn nào chưa có kênh thì đăng ký kênh để mình liên tục gửi tới quý vị và các bạn những chiếc xe bên mình mới về. Đây các bạn quan sát này. Xe được trang bị đồ chơi đầy đủ hết rồi. Các bạn mua chiếc xe này về chỉ việc đổ xăng và đi chơi Tết thôi, không phải làm bất cứ cái gì cả. Đấy các bạn quan sát này, táp lô quá đẹp luôn, không hề khoan đục các bạn nhé. Đây các bạn quan sát lại cái phần buộc, cái bu lăng của một chiếc xe. Chiếc xe này chạy 22 vạn các bạn nhé. Tí nữa mình sẽ có minh chứng để cho các bạn khẳng định với các bạn là chiếc xe chạy 22 vạn. Đây, hai ghế trước chỉ hơi sờn một chút các bạn này, vẫn không sao, đi ok. Và để kết thúc phần thân vỏ và phần keo chỉ keo cột, để mời các bạn đi đến phần nội thất của xe. Và mình sẽ lổ máy để các bạn thưởng thức và chiêm ngưỡng một chiếc xe Getz 209 bản đủ. Xem chiếc xe này có xứng đáng đồng tiền để bên mình đang. Và mình cũng giới thiệu luôn với các bạn là chiếc xe này bên mình đang giao bán tại cửa hàng với giá là 169 triệu đồng. Cho bạn nào yêu dòng Hyundai Getz sản xuất tại một đất nước Hàn Quốc, 209 bản đủ, 169 triệu đồng. Liên hệ cho mình theo số điện thoại 0913660299. Mình xin nhắc lại với các bạn là chiếc số điện thoại của mình là 0913660299. Và chiếc Hyundai Getz mình đang làm video đang giao bán là 169 triệu đồng các bạn ạ. Rất mong các bạn chia sẻ và ủng hộ. Đấy các bạn này, mình đang đổ máy rồi nhá. Đây các bạn quan sát này, ngoại thông số, ngoại chức năng này, tốc độ vòng tua của máy đang là mấp mé 1000 này. Đây các bạn này, điều khiển chip A chip B vẫn còn nguyên zin này.
đây các bạn này. Chiếc xe đang mới chạy có 18 vạn rồi các bạn nhé. Đây các bạn này. Để ý từ cái mặt nhôm phay của các bạn, đồng hồ trung tâm này. Mình rất tiếc là mình không mang cái đĩa để mình cho các bạn thử. Riêng dòng này thì âm thanh thì nghe nhạc thì tuyệt vời. Đây các bạn này, mình quên không mang đĩa để cho các bạn thử loa. Và để mời các bạn đến phần cuối cùng của xe, đó là khoang máy. Đây các bạn này, mình bật đèn này các bạn này. Đèn xịn cho nên là nó sáng bóng, trắng bó, trắng và bóng các bạn nhé. Để trước hết vào khoang máy, các bạn quan sát phần lắp capo của xe này. Sơn zin không một giọt ma tít các bạn nhé. Đấy các bạn quan sát cái lắp capo của xe này. Bạn nào có nhu cầu mua xe thì liên hệ cho mình theo số điện thoại 0913660299. Chiếc xe này bên mình đang giao bán tại cửa hàng với giá là 169 triệu đồng. Rất phù hợp cho các bạn mua để đi trong dịp Tết này. Đây là dòng hatchback 4 máy. Đấy, các bạn quan sát phần tay. Đây các bạn quan sát này, một cái chiếc xe đi từ cái mặt máy nhìn nó đẹp, được đẹp như này các bạn nhé. Đây các bạn này, đây là một cái minh chứng cho sự một chiếc xe đi. Tất cả những con ghét sản xuất tại Hàn Quốc sẽ được lắp một cái cục chân máy. Cái cục chân máy này nó là cảm biến km khi xe chạy trên 30 vạn tự dụng. Mỗi chiếc xe chỉ có một cái cục này thôi các bạn nhé. Không bao giờ có để mà mua. Đi nhiều tự dụng các bạn nhé. Thế cho nên nó minh chứng rằng chiếc xe này đi quá ít. Dưới mức dụng cục sau cao su chân máy thì nó mới còn như này các bạn nhé. Đấy các bạn quan sát này. Đấy, mình quay rất vào phần sâu xa để các bạn ngắm nhìn phần khoang máy ấy. Nó thể hiện một cái xe không hề bị đâm va chạm trồ các bạn nhé. Không hề bị mục mọt, không hề bị đâm va chạm trồ. Đấy các bạn quan sát này, cục cao su trên máy này. Hai bên sắt xi giằng đầu này, ụ giảm sóc này. Đây các bạn quan sát cái phần giằng đầu xe này. Giằng đầu vẫn còn tem các bạn nhé. Máy đổ không hề bị rung giật. Tí nữa mình sẽ kiểm tra cho các bạn xem có máy có hơi thừa không. Đấy các bạn quan sát phần hai bên tai này. Tai bên lái, tai bên phụ này. Đấy các bạn này, từ cái ụ giảm sóc nhá, chưa hề tác động của đâm va chạm trồ. Ốc của lắp capo còn chưa ra các bạn nhá. Đấy, đèn xịn này, đèn xịn có chữ các bạn này. Địa chỉ bên mình đây, ô tô cũ Mê Linh đây. Mình bán hàng địa chỉ cửa hàng cửa hiệu đàng hoàng các bạn nhé. Đây là khu nghiệp Bắc Thăng Long, nơi tập trung rất nhiều tập đoàn kinh tế lớn của Nhật Bản tại hội tụ tại đây. Các bạn đi bên mình cách chân cầu Thăng Long khoảng tầm 2 km. Rất thuận lợi cho các bạn đi từ các tỉnh về xem xe cũng như là tham quan bãi xe bên mình. Đấy, máy lổ thì thầm các bạn nhé. Riêng con này máy lổ chất, mình khẳng định với các bạn là như thế. Đây các bạn này, không một chút hơi thừa. Quá tuyệt vời.
Đây các bạn quan sát lại kỹ từng con ốc của khoang máy này. Xe đẹp hay xe xấu lộ thể hiện ở đây hết các bạn ạ. Có nói có sách mấy có trứng. Nó mà không đạt tiêu chuẩn thì các bạn cũng sẽ không bao giờ quan tâm. Và để kết thúc giới thiệu với các bạn về chiếc Hyundai Getz sản xuất 2009 bản đủ với giá 169 triệu. Mình xin đánh giá tổng quát về chiếc xe này. Về phần thân vỏ, không hề bị mục mọt, không hề bị đâm va, nước sơn zin còn rất nhiều. Và còn máy móc thì máy quá tuyệt vời, thân gầm máy móc tuyệt vời, điều hòa mát, rất xứng đáng để các bạn mua. Bao zin cả xe cho các bạn. Và để kết thúc chương trình, xin chào và hẹn gặp lại các bạn về những video tiếp theo.